Gần đây mình thấy nhiều người có những cái comment tiêu cực chửi cô Phương Hằng và mình muốn giải thích cho các bạn hiểu tại sao cổ lại làm như vậy. Mình đã từng học trường Trần Đại Nghĩa là cái trường giàu nhất của cái Sài Gòn này. Những cái đứa học sinh lớp 6, lớp 7 mặc cái áo 10, 15 triệu, mang đôi giày 5, 10 triệu là chuyện rất bình thường nha các bạn. Và ba mẹ của tụi nó không bao giờ thấy ra mặt. Những cái buổi họp phụ huynh đó, họ sẽ không bao giờ ra mặt và họ sẽ có những cái người để đi thay. Thậm chí là khi mình qua tận nhà tụi nó chơi á, rất là ít khi nào gặp ba mẹ tụi nó, hoặc là nếu có ba mẹ của nó chỉ xuống cười cái rồi đi lên thôi. Có nghĩa là những cái người giàu á bạn, người ta rất là kín tiếng, người ta dùng tiền á để mà tận hưởng cuộc sống ở trong những căn biệt thự rộng, có bảo vệ, đi du lịch và ăn uống những cái nơi sang chảnh. Họ không bao giờ muốn liên quan tới những người không cùng đẳng cấp của họ. Nhưng tại sao cô Phương Hằng cô lại lên tiếng à các bạn? Để người ta chửi cổ, ghét cổ quá rồi. Để có những cái hợp đồng quảng cáo 2 triệu, 5 triệu hả? Người ta có cả ngàn tỷ rồi, người ta làm vậy để làm gì? Cổ đang vạch trần những cái điều bất công ở trong xã hội này để chúng ta, những cái người dân đen, những cái người không có tiếng nói nè, không có bị lừa nữa. Nếu cổ không có bóc phốt về cái vấn đề ăn tiền từ thiện thì bao nhiêu người nghèo còn đổ mồ hôi công sức đi chuyển tiền cho những cái thứ khốn nạn, thứ chó đẻ đó nữa. Việt Nam đất rộng bao la, nhà cao cửa rộng thật là giàu sang, đường thì mở rộng thênh thang, viên người khiếm thị không đàn mà đi. Nam mô sáu chữ từ bi, nhờ thầy dịu dắt cô thì dạy tu, tu cho đất nước bình an, cầu cho bá tánh bạc hoàng về có nhà nhà ăn nhà nhà áo ấm cơm no, để làm việc thiện mà lo cho đời. Chúc cho các mạnh thường quân sức bền quan thọ đón xuân vui cờ, nhà nhà hạnh phúc vui tư. Chúc cho con cháu ba đời làm quan, mai sau phú quý giàu sang. Đừng quên những kẻ cơ hàng đói cơm, chữ tu là chữ đứng đầu, ăn chay niệm Phật được quầy tòa sen, dù cho thân phẩm thấp hèn được quyền lễ Phật vào.